Thưa quý vị, ngày hôm nay nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội có xu hướng giảm nhẹ so với ngày hôm qua, nhưng trạng thái nắng nóng gay gắt vẫn được duy trì. Nhiệt độ ngoài trời tại nhiều địa điểm được ghi nhận mức trên 40 độ C, khiến cho người lao động phải căng mình vất vả hơn thường ngày để tiếp tục công việc mưu sinh. 38 độ C. Dù đang là thời gian nắng nóng cao điểm của tháng 5, nhưng bà Huyền, nhân viên công ty môi trường vẫn phải đứng nắng để làm công việc của mình. Thì bây giờ công việc của mình vẫn hàng ngày vẫn phải đi làm hàng ngày mình thường xuyên, thì vất vả thì vì cuộc sống của mình thôi, nói chung không ảnh hưởng, nhưng mà cái sức khỏe của mình ấy, mình là nói chung là mệt, thì mong thời tiết nó hạ xuống mình đi làm là vất vả. Còn với những người lái xe ôm công nghệ này, thì dưới bóng cây hay chân cầu là nơi nghỉ chân lý tưởng của mình. Một chai nước, găng tay, áo dài là những vật bất ly thân khi phải mưu sinh giữa nắng nóng. 5 giờ tôi có mặt ở đây, còn buổi trưa thì là 11 giờ kém nó nóng thì về nghỉ, xong rồi là tầm 2 giờ ra, làm đến 7 8 giờ. Ít khách lắm. Chút ra gần 1 tiếng rồi mà đã được đồng nào đâu. Nó không có khách gì mấy đâu. Ít lắm. Cũng là như vậy là nó bất đắc dĩ mới phải ra đường thôi, chứ còn những cái thời điểm nắng nóng như về ở trong nhà, nhưng mà tôi thì cái kiểu là lên đây đi nằm ăn ấy. Thì tất nhiên là phải di chuyển chỗ nọ chỗ kia rồi, nước thì lúc nào cũng phải có, không có lúc nào đi đâu cũng phải mang nước đi này. Nắng thì năm nay ế lắm, năm nay bán từ hồi mà ế hàng thì giờ ế lắm, không bán được. Một mình tôi là gánh hàng đi bán thôi, nắng vất vả lắm, tiếp mà mệt lắm. Theo dự báo, trong những ngày tới, Hà Nội vẫn nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất vẫn duy trì hơn 40 độ C. Thời tiết nắng nóng không chỉ làm tiến độ công việc bị chậm lại, mà dưới tác động của bức xạ nhiệt từ mặt đường và các tòa nhà cao tầng cộng hưởng với tia cực tím gây ảnh hưởng đến sức khỏe của những người làm việc ngoài trời. Người dân được khuyến cáo nên trang bị đồ bảo hộ, che chắn cẩn thận khi ra đường. Thưa quý vị, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ được công chúng biết đến và đánh giá cao qua hai bộ tiểu thuyết Hừng Đông và Chuyện Tình Khao Vai. Mới đây, ông vừa cho ra mắt bộ tiểu thuyết Nước Non Vạn Dặm gồm 2 tập, khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở 3 giai đoạn, tuổi ấu thơ và tuổi thanh niên, 30 năm người đi tìm hình của nước và những năm tháng người về nước cùng đảng ta, nhân dân ta đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân. Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, ngày 19 tháng 5 năm 2023. Phóng viên Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đã có cuộc trò chuyện với nhà văn Nguyễn Thế Kỷ về bộ tiểu thuyết Nước Non Vạn Dặm. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Thế Kỷ đã nhận lời mời phỏng vấn của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa ông, đề tài về Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đã được khai thác rất nhiều trong văn học, nghệ thuật, âm nhạc và thi ca. Vậy thì đến cái bộ tiểu thuyết Nước Non Vạn Dặm này thì là nó có cái sự đặc biệt, cái sự khác biệt như thế nào để hấp dẫn độc giả thưa ông? Khi mà bắt đầu viết những dòng đầu tiên về Bác Hồ, nhất là cái tuổi thơ của Bác ấy, thì tôi đã không có một cái mặc định là tôi viết về một kỳ lãnh tụ. Tôi viết về một cái người như là một thánh nhân ấy, mà tôi viết về con người Hồ Chí Minh. Cậu bé Nguyễn Sinh Cung thì cũng giống những cái cậu bé ở làng Hoàng Trù, làng Chùa, làng Sen. Nhưng mà đương nhiên là có cái tư chất thông minh. Thứ hai nữa là sinh ra trong một cái gia đình nhỏ. Cái quá trình từ một cậu bé cho đến một người thanh niên ấy, là một cái quá trình thay đổi về nhận thức, nhất là những cái bối cảnh của đất nước, của quê hương, những người ở bên cạnh mình. Thì cậu thấy rằng là đất nước lầm than và nhớ đến cái lời ru của bà, của mẹ: con ơi nhớ lấy câu này, chăm lo đèn sách cho tay áo cơm, làm người đói sạch rách thơm, công danh là nợ nước non phải đền. Đó là cái tập 1. Cái tập 2 ấy là 30 năm tìm đường kiếm nước. Đấy là một cái người đi thanh niên, đi kiếm sống, tay đốt lò, lau chảo, thái rau. Một viên gạch hồng bạc chống lại một mùa đông giá. Người tham gia đảng xã hội Pháp, tham gia đảng cộng sản Pháp, mà chính nó trở thành cái người sáng lập đảng cộng sản Pháp. Thì người nói rằng là đây là cái con đường của dân tộc mình rồi. Hiện nay thì Nước Non Vạn Dặm đã ra mắt đến tập thứ 2 và tôi được biết là ông có dự định sẽ ra mắt trọn bộ 4 tập trong thời gian tới. Ông có thể chia sẻ kỹ hơn về kế hoạch này được không ạ? Cái khi mà ra tập 1, tập 2 thì tôi đã nghĩ là chắc là viết một cái tập 3 dài dần. Nhưng mà cho đến thời điểm này thì tôi đã nghĩ là phải viết mất 2 tập nữa. Cái tập 1 ấy, trong kế hoạch từ năm 41
cho đến năm 45-46 là người tập hợp quần chúng, giáo dục, huấn luyện quần chúng và cái cán bộ của mình, kể cả cái lực lượng vũ trang. Để chúng ta có cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945. Nhưng mà khi giành được chính quyền rồi ấy, thì theo một cái nguyên lý là giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền còn khó hơn. Cái năm 45-46 là cái thời kỳ mà có thể nói là cái thiên tài Hồ Chí Minh, cái sự tài giỏi, cái sự nhạy bén, cái bản lĩnh và đặc biệt là cái lòng yêu nước của Hồ Chí Minh đã được thể hiện một cách rất rõ rệt. Cho nên là cái phần này sẽ là phần tập 3. Cái phần tập 4 ý, thì là năm 47 cho đến cái thập niên 60 của thế kỷ trước. Vâng, xin cảm ơn ông vì cuộc trò chuyện vừa rồi. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vào chiều nay ngày 19 tháng 5, Bộ Công Thương đã công bố quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 hay còn gọi là quy hoạch điện 8. Quan điểm xuyên suốt trong quy hoạch điện 8 là chuyển dịch năng lượng công bằng, đáp ứng xu hướng phát triển xanh của thế giới. Theo đó, đến năm 2030, năng lượng tái tạo sẽ chiếm từ 31 đến 39%, tương đương 5.000 đến 10.000 MW, sau đó tăng dần lên 67,5 đến 71,5% vào năm 2050. Ngoài ra, sau năm 2030, không dùng than để phát điện nữa. Sẽ không phát triển thêm bất cứ một dự án điện than nào nữa và từng bước chuyển đổi nhiên liệu than của các nhà máy nhiệt điện sang sử dụng các nhiên liệu sạch hơn như là sinh khối, như là amoniac, và phần đầu đến năm 2050 thì không sử dụng than cho phát điện. Để quy hoạch triển khai trên thực tế, lưới điện phải phát triển cùng với nguồn điện. Cho nên sau khi quy hoạch được phê duyệt, Bộ Công Thương sẽ triển khai cụ thể hóa bằng đồng bộ nguồn điện và lưới điện. Lưới điện là chúng ta đã có một cái danh mục, cái phụ lục tương đối là chi tiết ở trong quyết định phê duyệt quy hoạch. Thì trong đó thì về nguyên tắc ấy, thì lưới điện, những cái trục xương sống và lưới điện quan trọng của truyền tải thì cơ bản là do EVN và NPT là thực hiện. Nhưng đứng theo luật điện lực thì và cái chủ trương xã hội hóa của nhà nước ấy, thì những cái lưới điện mà phục vụ đấu nối các nhà máy lên hệ thống và mang tính chất là không phải là quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng thì sẽ do cơ bản chúng tôi đánh giá là sẽ do các nhà đầu tư các cái dự án điện sẽ thực hiện đồng bộ. Hôm nay đúng vào ngày Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, quy hoạch điện 8 mở ra không gian mới trong phát triển năng lượng công bằng. Quy hoạch điện 8 được phê duyệt mới chỉ là bước đầu, để triển khai thành công còn nhiều việc cần phải làm. Bộ trưởng yêu cầu Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo khẩn trương cùng với các đơn vị ban hành kế hoạch xác định thời gian cụ thể đảm bảo thực hiện trong thực tiễn. Hôm nay đúng vào ngày đặc biệt, chú trọng đẩy nhanh tiến độ xây dựng luật điện lực sửa đổi, luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sửa đổi, luật phát triển năng lượng tái tạo và các cơ chế đấu giá, đấu thầu, lựa chọn chủ đầu tư công trình về điện, cơ chế mua bán điện trực tiếp và cơ chế chính sách xã hội hóa đầu tư lưới điện truyền tải theo điểm 2 điều 4 luật điện lực sửa đổi. Bộ trưởng yêu cầu với các địa phương đã triển khai phê duyệt quy hoạch cần đề xuất bổ sung theo quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chuyên ngành ở địa phương. Các tập đoàn như EVN, PVN, TKV chú trọng đổi mới quản trị doanh nghiệp, giảm giá thành chi phí, đảm bảo cung ứng than, khí theo đúng tiến độ đã cam kết. Từ nay đến năm 2030, để hoàn thành mục tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, cần giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương. Nhiều khó khăn vướng mắc khiến gói tín dụng 120.000 tỷ sau hơn một tháng triển khai vẫn chưa phát sinh dư nợ. Đó là những thông tin được đưa ra tại hội nghị triển khai đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2011-2030 được Bộ Xây dựng tổ chức sáng nay. Theo các đại biểu tham dự hội nghị, có nhiều lý do khiến gói 120.000 tỷ cho nhà ở xã hội đến nay vẫn chưa giải ngân được. Trong đó, nguyên nhân chính là do nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân còn hạn chế. Vì những khó khăn vướng mắc như liên quan tới việc lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, quỹ đất dành cho nhà ở xã hội, ưu đãi dành cho chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội còn chưa thực sự thu hút, việc xác định giá bán nhà ở xã hội. Đến nay thì Ngân hàng Nhà nước cũng chưa nhận được cái danh mục dự án theo hướng dẫn tại công văn 1551. Do đó thì mặc dù được triển khai từ hơn một tháng rồi nhưng đến nay thì cũng chưa phát sinh dư nợ thuộc chương trình cho vay 120.000 tỷ đồng.
quy định về điều kiện được mua nhà xã hội này thì cũng đang có cái nhiều ý kiến phản ánh, như là điều kiện về cư trú và điều kiện về thu nhập thuộc diện không phải đóng thuế cá nhân thì cũng không còn phù hợp trong cái bối cảnh nhà, giá nhà hiện nay cũng đang tăng cao. Bộ dựng nên có một cái hướng dẫn về một cái quy định về quy trình được thuộc diện để nó vừa rút gọn theo xu hướng chung cải cách hành chính, thủ tục hành chính đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là trọng tâm trọng điểm đầu tư xây dựng. Thứ hai là nó rút ngắn thời gian thực tế thì rất là tốt cho cái việc mà triển khai về nhà xã hội. Thừa nhận những bất cập nhà ở xã hội trong thời gian vừa qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thành Nghị cho rằng để phát triển nhà ở xã hội cần khắc phục được những tồn tại như quy hoạch bố trí quỹ đất, sự quan tâm của chính quyền địa phương, của doanh nghiệp trong việc chăm lo nhà ở cho người dân. Đối với địa phương ấy, thì đề nghị các đồng chí là chủ động rà soát bổ sung quy hoạch, rồi là bố trí các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân độc lập để mà tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, đảm bảo với phù hợp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho các dự án nhà xã hội. Và đề nghị các địa phương, các ủy ban nhân các tỉnh, thành phố, các đồng chí rà soát chủ động dành quỹ đất cho phát triển nhà xã hội, nhà công nhân, khu công nghiệp, rồi công khai giới thiệu quỹ đất đầu tư nhà xã hội cho các doanh nghiệp để mà nghiên cứu đề xuất đầu tư. Bên cạnh đó, nhà nước chủ trương huy động nguồn lực của xã hội từ các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế bất động sản lớn, có cơ chế thu hút nguồn lực của các nhà đầu tư nước ngoài để phát triển nhà ở xã hội, hoàn thành đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030.